Sáng ngày 27 tháng 7, Đảng ủy xã Thọ Điền tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự có đồng chí Phan Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Ban Thường vụ huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã cùng các thành viên trong tổ. 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy xã Thọ Điền đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với 100% cán bộ đảng viên tham gia. Qua đó đã có 17 mô hình xây dựng kế hoạch làm theo bác, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông Dân, Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028. Cử hai quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng đảng, 9 người tham gia học lớp sơ cấp lý luận chính trị. Xét tặng huy hiệu đảng cho 4 đồng chí, Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đảm bảo. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức 3 cuộc kiểm tra, xử lý kỷ luật 4 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Cùng với đó, Đảng ủy xã đã quan tâm chỉ đạo tốt phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng mới 5 mô hình. Cũng trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, tình hình kinh tế xã hội của xã tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 5,2 tỷ đồng, tiếp tục duy trì mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới sau sáp nhập tập trung củng cố các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay xã đã cơ bản đạt chuẩn 12 trên 20 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, quốc phòng an ninh được củng cố, đặt tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại hội nghị các đại biểu tham luận về công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, công tác phát triển đảng viên, công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân phát biểu tại hội nghị đồng chí phan hồng yến ủy viên ban thường vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận biểu dương kết quả đạt được của đảng ủy xã thọ điền trong thời gian qua đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cũng đã thẳng thắn chỉ ra những việc còn tồn tại hạn chế đồng thời đề nghị trong thời gian tới đảng bộ xã thọ điền tiếp tục đổi mới công tác xây dựng đảng tăng cường quản lý đảng viên phát triển đảng viên mới quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên nhân rộng và hoạt động có hiệu quả các mô hình dân vận khéo huy động mọi nguồn lực trong nhân dân thực hiện bền vững các tiêu chí nông thôn mới, quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, trong đó tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nói đi đôi với làm, phát huy vai trò của ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển các mô hình kinh tế, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã nhất là các mô hình hữu cơ, phát huy nội lực để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tăng cường chỉ đạo sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, đẩy mạnh xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhà vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân. Nhân dịp này, Đảng ủy xã Thổ Điền đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023.